Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu trên phần mềm Amis kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, doanh nghiệp nhận ủy thác hàng xuất khẩu cho công ty cổ phần Trần Anh, bao gồm gạo ST25 số lượng 3 tấn, đơn giá 2.250 đô la Mỹ một tấn. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng cho công ty Watson International chưa thu được tiền, đồng thời nộp thuế hộ công ty cổ phần Trần Anh bằng hình thức chuyển khoản, thuế xuất thuế xuất khẩu là 15%. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, doanh nghiệp xuất hóa đơn về phí hoa hồng ủy thác cho công ty cổ phần Trần Anh số tiền 5 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10%. Với nhiệm vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm theo các bước như sau. Bước 1, nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu. Bước 2, bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu. Bước 3, nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị giao ủy thác. Bước 4, ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng. Bước 5, bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Kính mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1, nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu. Trước khi hạch toán chứng từ, anh chị cần vào thiết lập tùy chọn chọn tùy chọn vật tư hàng hóa. Anh chị tích chọn có phát sinh hàng nhận giữ hộ gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược. Anh chị vào phân hệ kho, chọn chức năng nhập kho. Sau đó chọn loại phiếu nhập kho là khác. Anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ nhập kho. Tiếp theo anh chị chuyển sang tab hàng tiền để khai báo thông tin hàng hóa nhập kho. Tại cột mã hàng, anh chị có thể nhập thông tin mã hàng hoặc tìm kiếm nhanh trên danh sách sau đó anh chị khai báo thông tin số lượng hàng nhập kho. Tại cột hàng hóa giữ hộ bán hộ, anh chị chọn hàng hóa bán hộ ký gửi. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Trường hợp thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi lập chứng từ chuyển kho, phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab đề nghị nhập xuất kho của thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho anh chị chuyển sang thực hiện bước 2, bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu. Anh chị vào phần hệ bán hàng, tab bán hàng, nhấn thêm, chọn chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập là bán hàng ủy thác xuất khẩu. Chương trình sẽ luôn mặc định trạng thái thanh toán là chưa thu tiền. Chương trình đã tự động tích chọn ô kiêm phiếu xuất kho và lập kèm hóa đơn. Anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Tiếp theo anh chị chọn loại tiền hạch toán. Trường hợp anh chị chọn là USD, phần mềm đã tự động lấy lên tỷ giá quy đổi sang Việt Nam đồng. Anh chị có thể nhập lại tỷ giá quy đổi nếu cần. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo thông tin hàng hóa được ủy thác xuất khẩu. Anh chị nhập thông tin giá tính thuế xuất khẩu và khai báo phần trăm thuế xuất khẩu. Tại tab giá vốn, chương trình đã mặc định sẵn giúp anh chị không ghi nhận thông tin tài khoản giá vốn, tài khoản kho mà ghi nhận là hàng hóa bán hộ ký gửi. Tại tab phiếu xuất, anh chị khai báo thông tin phiếu xuất kho hàng hóa tại tác hóa đơn anh chị khai báo thông tin hóa đơn sau khi khai báo xong anh chị nhấn cất tiếp theo anh chị chuyển sang thực hiện bước 3 nộp hộ thuế xuất khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị giao ủy thác việc nộp hộ thuế xuất khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị giao ủy thác có thể được thực hiện trên phần hệ tiền mặt tiền gửi tùy thuộc vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng với ví dụ trên là chuyển khoản nộp hộ thuế anh chị vào phần hệ tiền gửi táp thu chi tiền Nhấn thêm chi tiền. Anh chị chọn phương thức thanh toán, sau đó khai báo các thông tin của chứng từ chi tiền. Tại tab hạch toán, anh chị hạch toán tài khoản nợ, nhập số tiền, cột đối tượng, anh chị chọn đơn vị giao ủy thác xuất khẩu, sau đó nhấn cất. Bước 4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng. Trước khi lập chứng từ bán hàng ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng, anh chị cần vào danh mục vật tư hàng hóa, để khai báo hàng hóa là phí ủy thác xuất khẩu, anh chị nhấn thêm chọn tính chất là dịch vụ và khai báo thông tin. Anh chị vào phân hệ bán hàng, tab bán hàng, nhấn thêm, chọn chức năng chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng là bán hàng hóa trong nước và lựa chọn phương thức thanh toán. Anh chị bỏ tích chọn kiêm phiếu xuất kho và tích chọn lập kèm hóa đơn. Sau đó anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo các thông tin phí ủy thác xuất khẩu được hưởng và thông tin phần trăm thuế giá trị gia tăng. Anh chị chuyển sang tab hóa đơn và khai báo các thông tin của hóa đơn. Cuối cùng anh chị nhấn cất. Anh chị thực hiện bước 5, bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Anh chị vào phần hệ tổng hợp, chọn chức năng chứng từ nghiệp vụ khác. Anh chị khai báo thông tin bù trừ công nợ đối với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Trong đó anh chị chọn đối tượng nợ, đối tượng có là đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cắt. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nhiệm vụ bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.